5 sai lầm phổ biến khi ăn tỏi nhiều người đang mắc phải, cực độc, cực hại cho sức khỏe, có thể gây ung thư. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh Khoa học Sức khỏe. Quý vị thân mến, tỏi là một gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Thực tế, tỏi có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Có thể nói, đây là loại thực phẩm chống ung thư rẻ tiền và phổ biến nhất. Ngoài ra, tỏi còn có rất nhiều dinh dưỡng và là một loại dược liệu giá trị. Tuy nhiên, loại thực phẩm này như con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng tỏi sai cách, chúng sẽ hóa thành thuốc độc, gây hại lớn tới cơ thể của chúng ta. Các bác sĩ cho biết, độc dược trong tỏi gấp 4 lần thuốc chuột, có thể giết chết một con bò tót khỏe mạnh. Nếu sau khi dùng tỏi mà cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay lập tức. Bên cạnh đó, những người đang mang trong mình những căn bệnh phổ biến sau đây cũng không nên ăn tỏi, bởi tỏi sẽ làm bệnh tình của bạn thêm trầm trọng hơn. Vậy những sai lầm khi dùng tỏi cần tránh là gì? Và ai là người không nên ăn tỏi? Xin mời quý vị theo dõi kỹ video để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé! Sai lầm phổ biến khi ăn tỏi nhiều người đang mắc phải. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến mặt tốt của tỏi. Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng chống viêm và diệt khuẩn mạnh. Tỏi cũng có thể làm giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Tỏi có thể ngăn ngừa sự lắng đọng chất béo trong mạch máu, điều hòa huyết áp, tăng tính thẩm thấu của mạch máu, từ đó ức chế hình thành huyết khối, phòng ngừa xơ cứng động mạch. Tỏi còn có thể phòng ngừa cảm lạnh, chống mệt mỏi. Tỏi cũng đóng vai trò rất tốt trong việc ngăn ngừa viêm âm đạo do nấm ở phụ nữ. Tỏi tuy tốt như vậy, nhưng nếu vô tình ăn cùng với những thực phẩm sau đây, chúng sẽ gây hại rất lớn cho sức khỏe của chúng ta. Thứ nhất, thịt gà kỵ tỏi. Theo Đông y, thịt gà tính ôn, ấm, tính cam, ngọt. Trong khi đó, tỏi lại đại diện cho nhiệt, nóng. Do đó, nếu kết hợp hai nguyên liệu này với nhau, khiến cho món ăn càng trở nên nóng, khó tiêu, dễ sinh ra táo bón, kiết lị. Thứ hai, trứng kỵ tỏi. Trứng kết hợp với tỏi có thể sinh ra những chất không có lợi cho sức khỏe, nhất là khi chiên tỏi và trứng bị cháy. Vì khi tỏi bị chiên cháy, thường sinh ra chất độc không có lợi cho cơ thể. Do đó, nhiều chuyên gia khuyến cáo không nên ăn trứng cùng với tỏi. Thứ ba, không nên ăn thịt chó cùng với tỏi. Thịt chó là thực phẩm giàu đạm, món ăn này ăn chung với tỏi có thể gây ra triệu chứng khó tiêu, chướng bụng, tả lị. Bạn chỉ nên ăn thịt chó với sả, gừng, giềng và tránh ăn cùng tỏi. Thứ tư, cá diếc không nên kết hợp với tỏi. Cá diếc có tác dụng thông huyết mạch, bổ thể nhược, bổ âm huyết, ích khí điện thì, thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu tiêu sưng, khử phong thấp. Nó còn tốt cho phụ nữ mang thai vì khả năng thông mạch hạ sữa. Tuy nhiên, bạn không nên nấu cá diếc với tỏi. Ăn chung hai món này có thể làm tăng co giật đường tiêu hóa. Thứ năm, cá chấm kỵ tỏi. Cá chấm là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng bạn không nên kết hợp với tỏi, do cá chấm có tính bình, vị ngọt không phù hợp với tỏi. Khi ăn chung với nhau, có thể gây ra chướng bụng, dễ sinh run sán. Do đó, lúc ướp cá chấm, bạn chỉ nên chọn các gia vị như gừng, thì là. Bên cạnh đó, người mang trong mình những bệnh lý sau đây cũng không nên ăn tỏi, kẻo có ngày mất mạng. Đầu tiên là không nên ăn tỏi khi đang sử dụng thuốc, giống như ớt và nhiều loại gia vị cay khác. Tỏi có một vài tác dụng đối với những người bị bệnh nặng và đang sử dụng thuốc. Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS, người bệnh không nên ăn tỏi vì nó có thể tạo ra một số tác hại lớn cho sức khỏe. Tiếp theo, không ăn tỏi khi bụng đói. Ăn tỏi lúc đang đói hoặc chỉ ăn tỏi mà không ăn kèm với các thực phẩm khác thì rất dễ dẫn đến loét dạ dày. Bởi chất acylin, một trong thành phần của tỏi, dễ khiến cho tính kháng sinh trong tỏi phát tác dẫn đến nóng trong dạ dày. Người mắc các bệnh về mắt, cận thị, loạn thị không nên ăn tỏi. Tỏi tiêu thụ trong thời gian dài sẽ làm tổn thương gan và mắt. Nghiên cứu y học hiện đại cũng phát hiện những người mắc các bệnh về mắt như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, viêm kết mạc, khô mắt, dùng lượng lớn tỏi trong thời gian dài sẽ xuất hiện các triệu chứng như suy giảm thị lực, ù tai, chóng mặt, suy giảm trí nhớ. Người có bệnh về gan, thận không nên ăn tỏi. Nhiều người cho rằng tỏi có tác dụng chuyển khuẩn, ăn nhiều có thể phòng bệnh viêm gan, viêm thận. Thậm chí có người sau khi mắc bệnh gan, thận vẫn kiên trì ăn tỏi hàng ngày. Nhưng đây là cách làm lợi bất cập hại. Người mắc bệnh gan, bệnh thận, đặc biệt là với những đối tượng bị nóng gan, suy thận, ăn tỏi sẽ càng nóng hơn, gây kích thích mạnh, lâu ngày sẽ dẫn tới nhiều tổn thương đối với cơ quan này.
Người bị bệnh tiêu chảy không nên ăn tỏi. Tỏi có tác dụng diệt khuẩn, ăn tỏi sống có thể được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị tiêu chảy do vi khuẩn. Tuy nhiên, khi mọi người bị tiêu chảy không do vi khuẩn, tuyệt đối không nên ăn tỏi. Nguyên nhân là vì những bệnh nhân này ăn tỏi sẽ kích thích đường ruột, khiến niêm mạc ruột bị sung huyết và phù nề, từ đó làm nặng thêm tình trạng của bệnh. Thêm vào đó, bạn cũng nên cẩn thận trong việc chế biến và bảo quản tỏi, bởi phạm một sai lầm nhỏ thôi, bạn đã vô tình biến tỏi thành thuốc độc hại cả gia đình mất rồi. Sai lầm thứ nhất, cho tỏi vào sớm khi nấu gây độc hại. Bạn không nên cho tỏi vào nồi quá sớm vì tỏi rất dễ cháy. Bạn chỉ nên cho tỏi khi đã được nấu một nửa thời gian với các món xào và áp chảo hoặc trước khi thêm các thành phần lỏng của các món ăn như nước sốt. Nếu cho tỏi vào sớm để làm món ăn dậy mùi hơn, bạn nên để nhiệt độ thấp và tăng dần khi cần thiết. Ngoài ra, tỏi sống cũng rất tốt cho sức khỏe. Sai lầm thứ hai, ăn tỏi cháy gây độc hại. Bạn không nên cho tỏi vào chảo quá lâu hoặc khi nhiệt độ cao. Khi tỏi bắt đầu chuyển sang màu vàng nâu, hãy hạ nhiệt và thêm các nguyên liệu khác của món ăn vào. Khi tỏi làm lẫn với các thành phần khác hoặc hòa trộn với nước sốt, bạn có thể tăng nhiệt độ. Quy tắc này cũng áp dụng khi bạn dùng lò nướng sẽ khiến tỏi ngon và mềm. Sai lầm thứ ba, bảo quản tỏi sai cách gây độc hại. Lưu trữ tỏi đúng cách sẽ giúp giữ được hương vị, sự tươi ngon và lợi ích sức khỏe của tỏi. Tỏi mùa mới được thu hoạch vào đầu hè nhẹ hơn, dễ tiêu hóa và có mùi vị thơm hơn tỏi khô. Loại này cần được bảo quản lạnh ngay và sử dụng trong vòng 1 tuần. Tỏi khô nên được cất ở nhiệt độ phòng, khô ráo, tối và thoáng khí. Bạn có thể để tỏi trong túi giấy hoặc túi lưới, miễn là có không khí khô xung quanh để ngăn mọc mầm. Nếu bạn làm như trên, tỏi sẽ giữ được trong vài tháng. Khoảng thời gian đó giảm đáng kể khi bạn bắt đầu tách các tép tỏi. Nếu tỏi đã băm, bạn nên để vào hộp kín trong tủ lạnh, nhưng vẫn nên sử dụng càng sớm càng tốt. Đông lạnh tỏi băm là điều tối kỵ vì sẽ làm hỏng hương vị của tỏi. Quý vị thân mến, đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn cảm tưởng như mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố gắng, đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Hãy tin vào chính bản thân bạn, bạn sẽ làm nên những điều kỳ diệu và ý nghĩa cho cuộc đời này. Nếu quý vị có bất cứ chia sẻ nào muốn gửi tới chương trình, quý vị hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Tình cảm của quý vị chính là động lực to lớn nhất để ban biên tập chương trình tiếp tục mang đến những chương trình chất lượng hơn nữa trong tương lai. Cuối cùng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Khoa học Sức khỏe. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào tiếng hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập của chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.